Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại một giao lộ của đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Phạm Hữu Lầu. Nơi vị trí mà Phước Sửu đang đứng là phân khu đầu tiên của dự án Gate Metro City và đối diện là dự án La Villa và Nice South. Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ thì có thêm trường Victoria cấp 123 quốc tế ha cả nhà. Ngay cái góc giao lộ này thì như mọi người đang nhìn thấy thì đang được mở rộng tất cả các làn đường. Ở đây là tất cả những cái công nhân và công nhân về điện lực đang thu gom những cái đường dây điện, gỡ những cột điện nằm ở giữa cung đường, đấu nối và lắp ghép để chuẩn bị cho việc gọi là thông xe trên một tuyến đường mới của đường Phạm Hữu Lầu và thông xe đến cung đường Lê Văn Lương qua cây cầu Rạch Cống Dinh. Thì sau khi mà cung đường này gọi là được là thông xe thì giảm thiểu kết nối đến rất là nhiều khu vực như Phú Mỹ Hưng hay là khu vực quận 7, khu vực Kim Lam, giúp cho cái cung đường Nguyễn Hữu Thọ trở nên thông thoáng hơn. Việc di chuyển về tất cả những khu vực dưới Long An và đi qua hướng Lê Văn Lương hoặc là đi qua đường Phạm Hữu Lầu về khu phường Phú Mỹ cực kỳ dễ dàng. Gần đây thì tất cả những tiến độ thi công của những cơ sở hạ tầng của khu Nam được triển khai khá rầm rộ để là góp phần là gia tăng về phát triển nền kinh tế của khu Nam. Thì tại nhà bè này thì có khá nhiều cái công trình đang thi công mà Phước Sửu muốn cập nhật đến quý anh chị nữa, đó là cầu Phước Long, cầu Rạch Đĩa 1, rồi một số sắp tới sẽ mở rộng lưu thông đường Nguyễn Hữu Thọ. Khoảng tháng 4 năm 2024, cung đường Nguyễn Hữu Thọ với chiều rộng là 60m sẽ được mở rộng hơn và có thể thêm nhiều làn đường, giúp việc di chuyển của tất cả những xe cộ khi lưu thông về Nguyễn Hữu Thọ cực kỳ dễ dàng. Về quý anh chị cần thêm những thông tin về những cơ sở hạ tầng và những bất động sản tại khu Nam, đừng quên alo cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.